Xin giới thiệu các bạn, đây là Cúc Đất và đồng bọn. Đây là nữ hoàng D9, phải là với khả năng cúc tiết 3 lần mà không bị cấm thi. Đây là Mận Hà. Đấy, khả năng sột xịt hoái và là người duy nhất sử dụng dây của mình. Đây là hoàng đạo cụ và kỹ thuật nên người ta gọi là hoàng đạo thuật. Và đặc biệt kia là trang tăng động. Chuyên gia hát mà ai cũng phải đeo tai nghe. Đó. Một bằng chứng thiết thực. Bạn thưởng thức. Nhiều lúc cũng không muốn sống vì giọng hát đó nữa.